Chào các thầy cô và các bạn, mình là Giang, tới từ kênh ICT in Education, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập. Ở video clip ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu tới các thầy cô và các bạn một công cụ cực kỳ mạnh, có chức năng có thể thu âm và truyền tải giọng nói thành văn bản viết đồng thời cùng một lúc. Công cụ có tên là Otter. Nhắc đến tính năng chính của công cụ này là có thể cùng một lúc ghi âm và chuyển tải giọng nói thành văn bản viết. Điều này nhắc chúng ta nhớ tới chức năng voice typing, tức là đánh máy bằng giọng nói của Google Docs mà tôi đã giới thiệu ở một video clip khác. Tuy nhiên, sự khác biệt là như thế này. Với Google Docs là chúng ta nói trực tiếp vào micro và từng dòng chữ một có thể hiện lên trên trang văn bản. Ở Otter cũng có điều tương tự, tức là chúng ta nói trực tiếp, công cụ ghi lại và chữ cũng đồng thời hiện lên ở một trên giao diện chính của công cụ. Tuy nhiên, với Google Docs, tôi đã thử dùng một giọng nói gọi tới từ điện thoại, tiếng rất là to, rõ ràng, nhưng Google Docs không ghi âm lại và không truyền tải lại thành văn bản viết. Nhưng với Otter thì chúng ta còn làm được hơn như thế nữa. Ngoài trực tiếp ra, chúng ta cũng có thể truyền tải được âm thanh gián tiếp và gián tiếp như thế nào. Thì tôi sẽ nói sâu hơn khi tôi giới thiệu vào trang giao diện chính của công cụ. Nhìn sơ sơ ở đây này, chúng ta lại thấy công cụ này đạt 1, 2, 3, 4, 5, 5 giải, được bình chọn là một trong những ứng dụng được yêu thích nhất của năm 2018 cũng như là 2019. Và hai cái tên rất quen thuộc là App Store và Google Play cũng đều có ở đây cả. Ok, để sử dụng công cụ thì chúng ta phải vào website otter.ai. Khi giao diện này hiện ra, nếu chúng ta đã đăng ký rồi thì chúng ta bấm vào login, còn chưa đăng ký thì chúng ta bấm vào sign up. Chúng ta có thể sign up with Google, tức là đăng ký với một tài khoản Gmail hoặc đăng ký với một tài khoản in Microsoft. Còn nếu không thì chúng ta có thể hoàn thiện thủ tục đăng ký bằng cách điền tên và địa chỉ email rồi đưa password vào đây. Còn tôi đã đăng ký rồi thì tôi bấm vào login và tôi login luôn dùng Gmail của tôi. Bởi vì là tôi đã sử dụng công cụ rồi, cho nên các bạn thấy là giao diện chính của tôi là chứa rất nhiều cái file âm thanh mà tôi đã thu từ trước đến nay. Còn giao diện các bạn có thể là trống. Khi chúng ta muốn thu âm cuộc nói chuyện nào đó, hoặc một bài giảng nào đó, hoặc một hội thảo nào đó, thì chúng ta bấm Start Recording. Ví dụ thế này nhá. Đó. Ok, nhưng tôi phải nói tiếng Anh. I need to speak English because this app is gonna to record English only. It's not gonna work on other languages. That's one of the disadvantages for now. But if you are an English learner or speaker, this is a powerful, powerful app. Đó, chúng ta thấy không? Khi chúng ta muốn dừng thì chúng tạm dừng thì chúng ta bấm xuống đây này, pause recording. Còn nếu muốn dừng hẳn thì chúng ta bấm vào nút bên này. Recording sẽ tự động save, được lưu lại và được đặt tên theo ngày giờ, thời điểm mà mình ghi âm. Nhưng công cụ này còn được làm được hơn những điều đơn thuần chỉ là ghi âm, và đây chính là sự khác biệt của nó đối với những công cụ mà có tính năng tương tự, là chúng ta có thể import một file âm thanh hoặc thậm chí là một file video vào. Chẳng hạn như là các bạn học sinh mà nghe một bài nghe rất là khó, hoặc một video rất là khó, hoặc là một đoạn trích một bài bình luận về thể thao các bạn lấy được từ kênh Voice of America hoặc là CNN, BBC vân vân, chúng ta nghe mãi không được thì chúng ta có thể nhờ Otter nghe giúp bằng cách là mình kéo file lên đây, bấm vào đây, choose file từ máy tính. Độ dài của file có thể là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cho tới 10 tiếng. Nếu như bạn là một người dùng miễn phí thì bạn được Otter cho bạn dùng 10 tiếng miễn phí trong một tháng, tức là 600 phút đấy. Tôi là một người khá là thường xuyên cần dùng đến công cụ này mà tôi thấy 10 tiếng rất là thoải mái rồi. Vậy những loại âm thanh nào công cụ này có thể thu lại được, ghi lại được? Như đã nói từ đầu là âm thanh mình trực tiếp nói về micro. Thứ hai là âm thanh tới từ một file audio mà mình upload từ máy tính lên. Thứ ba là âm thanh tới từ một file video mà mình upload từ máy tính lên. Tôi đã thử một lần với một kiểu âm thanh nữa, đó là ở bên ngoài tôi bật một
file âm thanh mà tôi đã ghi lại ở trên điện thoại của tôi ra để loa ngoài, từ âm thanh to, và tôi bật chức năng Start Recording, ghi âm của Otter. Otter vẫn ghi âm bình thường, vẫn lắng nghe được giọng nói từ công cụ gián tiếp miệng của người ngồi trước màn hình. Đây là điểm khác biệt với Google Docs. Đây cũng là một ưu việt nữa so với Google Docs. Tuy nhiên, Google Docs có thể ghi lại được cả tiếng Việt, nhưng mà Otter thì hiện nay chỉ support tiếng Anh thôi và chưa được làm các thứ tiếng khác. Nhưng tôi tin là với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ ngày nay thì cái việc mà Otter support những ngôn ngữ khác sẽ là một ngày không xa. Ngoài ra còn ưu điểm nào của công cụ này nữa? Chúng ta thấy là Otter còn có khả năng nhận dạng. Đây là tôi nói chuyện theo nhóm. Còn có thể nhận dạng được là giọng nói của speaker 1, người thứ nhất, của người thứ hai và của người thứ ba. Đôi khi có thể có sự nhầm lẫn nhưng không vấn đề gì cả, bởi vì là mình phải nghe lại mà. Sau đó là mình phải tự chữa lại. Có một cái hay là có thể vừa nghe và vừa tự edit lại được luôn. Đây nhá. Nghe thử nhá. Distributions of different TPEG elements and designs and learner characteristics, right? Mm-hmm. So about, I think I report context as well. Mm-hmm. So I reported about 10 of them, right? 10, I call them design focuses. We could give them a different name later. And for the research question one, so I also report, so from this distribution, I could also see three patterns. So OK, đó. Khi nghe đến đây thì tôi thấy là có một số từ bạn Otter bạn nghe nhầm một chút. Ví dụ như là ở đây tôi nói là T-Pack, chứ tôi không nói là T-Pack. Vậy thì tôi nhấn vào đó, rồi tôi bấm Edit, tức là chỉnh sửa, đúng không? Thì tôi hoàn toàn có thể chữa thành T-Pack luôn. Lúc này nó như là một trang Word cho chúng ta, như là một giao diện Word cho chúng ta chỉnh sửa. Sau khi chúng ta đã chữa xong, chúng ta có thể bấm Done. Ngoài ra, khi chúng ta nghe đến đoạn này quan trọng, thì chúng ta hoàn toàn có thể chức năng highlight. Chúng ta còn thấy có chức năng là add photo hay copy. Add photo có cái hay như thế nào? Chẳng hạn chúng ta đang ở trong một cuộc hội thảo, chúng ta ghi âm lại một cuộc nói chuyện. Cái lúc người ta nói đây là người ta đang minh họa một cái điều gì đó ở trên bảng, thì hoàn toàn chúng ta chụp cái bảng đấy kèm vào cái lời giải thích này để chúng ta hiểu rõ là diễn biến của bài giảng đó hay cuộc hội thảo đó như thế nào. Rất là thông minh đúng không nhỉ? Còn speaker thì sao? Mình có thể gắn tên speaker vào bằng cách là mình bấm chuột trái vào đây này. Sau đó là tôi biết speaker 1 là súp thứ nhất của tôi thì tôi chỉ việc viết vào đây. Còn speaker 2 thì tôi biết là súp thứ hai thì tôi sẽ viết tên súp vào đây. Tôi nói là súp 2 chẳng hạn như thế và tôi tag. Còn speaker 3 là tôi, cho nên tôi chỉ việc bấm vào đây và tôi... đây, tôi chỉ việc bấm vào đây. Và tôi lấy tên tôi vào. Đó. Và xuyên suốt toàn bộ đoạn hội thoại này, chúng ta thấy này, Otter tự động confirming speaker và tự động chuyển tên những speaker còn lại. Otter nói là confirming speaker, tức là đang nhận dạng giọng nói. Giọng nói của tôi, Otter nhận dạng nhanh như thế và confirm nhanh như thế bởi vì là tôi đã nói một đoạn mẫu và để Otter nhận dạng giọng nói của tôi và Otter đã quen với giọng nói của tôi rồi. Chúng ta còn có thể chuyển tên của đoạn hội thoại nữa. Ở đây thì mặc định là Otter đặt tên là Note, nhưng mình hoàn toàn có thể nói ví dụ như là meeting okay, with a supervisor, tức là gặp họp với sư phụ, đúng không? Về cái gì đấy. Otter vừa báo là đoạn hội thoại đã được cập nhật xong. Thì mình nhìn xuống dưới đây, quá trình nhận dạng giọng nói của hai súp đã xong, rất là nhanh, rất hiệu quả. Mà mình không phải ngồi lọ mọ gắn tên từng người một và từng câu một. Ok, quay trở lại nhé, chúng ta share link này. Một là chúng ta viết thẳng email vào đây. Chúng ta không biết rõ chính xác địa chỉ email của những người sẽ nhận sự chia sẻ này, thì chúng ta bấm vào đây create a link và mình copy cái link này. Và cái link này mình có thể share lên Facebook, mình có thể share vào một địa chỉ email nhóm, mình có thể để ở trên website của mình, vân vân. Và bất kỳ ai bấm vào link thì có thể tiếp cận được đoạn văn bản này hay cái file âm thanh này. Và khi họ nhận được là họ nhận được vừa chữ viết và vừa âm thanh. Ok. Otter không những được sử dụng ở trên máy tính mà còn được là một app được sử dụng ở trên điện thoại nữa, trên smartphone. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng Otter ở trên smartphone nhé. Tôi download ứng dụng này xuống từ App Store và nếu chúng ta dùng
Android thì chúng ta có thể download xuống từ Google Play. Khi chúng ta đã say log in vào rồi này, chúng ta thấy biểu tượng micro ở góc phía dưới bên tay phải của màn hình, chúng ta bấm vào đó. Và tôi sẽ thử minh họa nói bằng tiếng Anh nhé, bởi vì Otter chỉ nhận tiếng Anh thôi. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now suppose I'm in a workshop now, and the speaker is referring to a slide on the screen, and while he is explaining, I really want to take a picture of the slide to make sure that later I understand what he is describing or presenting or explaining on the screen, on the slide. Okay? So I'll press on the camera here, and then I take a picture. Okay, I use picture, and you can see right away the picture goes between the notes. Okay, amazing, right? Okay, cứ cho là tôi đang ở trong một thảo và người nói chuyện đang giải thích và tôi chụp ảnh cái slide đó để về sau tôi hiểu được là diễn giả đang nói gì, giải thích gì ở trên slide. Tôi đồng thời vừa chụp ảnh, vừa ghi âm. Otter tự động để bức ảnh đó vào dưới cái phần notes. Ứng dụng ở trên điện thoại cũng đồng bộ hóa với ứng dụng hay là cái website mà chúng ta sử dụng ở trên máy tính. Chúng ta thấy là khi các bạn xem ảnh đấy, tôi chụp ảnh lại luôn màn hình máy tính của tôi. Ở trên cùng này, cái note là live, tức là khi tôi đang ghi âm lại ở trên điện thoại thì ngay lập tức cái việc ghi âm này đã được đồng bộ hóa luôn lên trên ứng dụng ở trên máy tính. Chúng ta có thể chỉnh sửa cái file này ở trên điện thoại cũng giống hệt trên như trên máy tính, rồi chúng ta có thể share luôn ở đây. Ok, nó tương tự như thế. Thậm chí người ta còn nói thêm là mình có thể cho phép cái người những người chúng ta gửi đó là có thể edit được hay là chỉ có view được thôi. Tôi vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Otter có tính năng ghi lại giọng nói và chuyển giọng nói thành văn bản trên cả máy tính và điện thoại. Hy vọng mỗi người trong số chúng ta tìm thấy một ứng dụng của công cụ này vào cuộc sống cũng như vào ở trong học tập. Chúc chúng ta ứng dụng thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Thank you for watching. Bye bye.